cho anh em. Chào mừng em đã trở lại với kênh Khanh Xe Tải của mình. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Khanh nha. Thì hôm nay Khanh có hai chiếc xe muốn giới thiệu cho anh em, là hai chiếc Giáp 1 tấn 25 và 1 tấn 49, vừa về tới công ty của Khanh. Đây, hai chiếc vừa về luôn nha, một chiếc màu xanh với lại một chiếc màu bạc. Thì cái dòng 1 tấn xe Giáp X5 này á, là nó được 3 tải trọng nha anh em, 990 kg, 1 tấn 25 và 1 tấn 49, anh em thường gọi là 1 tấn rưỡi đó. Thì nó được 3 tải trọng nhưng mà nó có một xác xe thôi nha anh em. Đó, giá tiền thì mỗi tải trọng nó trên lời chừng 5 triệu thôi. Anh em nào có nhu cầu mua xe cứ alo Khanh nha. Đó, xe thì bên Khanh có hỗ trợ mua trả góp, thì hồ sơ nó mất 4 đến 5 ngày rồi mình có thể tiến hành đi làm biển số xe. Còn như anh em mua trả thẳng, mua tiền mặt thì có thể là ra xe trong 2 ngày là có thể giao cho khách hàng nha. Hai con thùng kính luôn nha. Hai con thùng kính thì dắt thì nó gồm 3 màu chủ yếu, anh em cũng biết rồi, xanh, trắng và bạc. Đó, thì màu xanh và màu trắng thì được nhiều người quan tâm hơn so với màu bạc. Đó, thì chiếc này là chiếc 1 tấn rưỡi này anh em. Đó, có X150 là 1 tấn 49 đó anh em. Đó, xe rất là đẹp. Anh em là có nhu cầu mua xe cứ alo Khanh nha. Số điện thoại bên dưới màn hình đó. Còn thông số kỹ thuật thì Khanh sẽ để phía dưới phần mô tả, anh em có thể coi, bấm xuống coi, hoặc là anh em có thể kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Khanh. Các bạn Zalo Khanh cũng được, nhắn tin cho Khanh, Khanh sẽ trả lời cho tất cả anh em luôn nha. Xe trang bị sẵn máy lạnh, kính chỉnh điện, tay lái trợ lực đầy đủ luôn nha. Ghế này ghế vải thôi. Này, tại vì xe nó mới về bên mình đưa vô trong showroom thì giờ nó hơi tối, mình anh em thông cảm cho mình nha. Thì anh em muốn coi xe thì hiện tại cứ alo cho Khanh. Khanh thì có rất là nhiều chi nhánh ở Bình Chánh, Thủ Đức và Bình Dương, Kiên Giang, Cần Thơ cũng có. Nhưng mà anh em tốt nhất nếu mà anh em có thời gian thì tới gặp mình để mình tư vấn cho anh em rõ hơn về thủ tục mua xe hoặc là thông số xe nha anh em. Thì phiên bản xe nó gồm 3 phiên bản: thùng bạc, thùng lửng và thùng kính nha. Anh em mua xe thùng nào cũng được. Thì giá xe dao động, nếu mà thùng bạc thì nó 1 tấn rưỡi nó có giá tầm khoảng 315 triệu nha anh em. Nếu mà thùng kính thì nó hơn 2 triệu nữa thôi, 317. Còn dưới mà 1 tấn 25 á, thùng bạc thì nó là 310 triệu xe thùng. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo Khanh, Khanh hỗ trợ tất cả các anh em luôn nha, tất cả các tỉnh luôn. Ở Bắc Nam Khanh đều bán hết được nha. Anh em là mua xe trả góp thì đưa trước cho mình tầm khoảng 80 triệu có thể lấy con xe này về chạy nha. 70-80 là có thể lấy được rồi. Đó, số điện thoại trên màn hình đó, anh em có nhu cầu thì cứ alo cho Khanh. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của Khanh nha. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Khanh nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong các video tiếp theo.